Bộ phim kinh dị Đài Loan mới nhất năm 2024 đem đến những bất ngờ, chắc chắn khiến bạn có cảm giác sống sởn gáy. Khi Tiểu Kiều đi ngang qua phòng nhảy, cô cảm thấy một tượng nhựa bên cạnh có vẻ hơi kỳ lạ, liền bước đến xem, nhưng phía sau lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiểu Kiều quay đầu nhìn, không có gì cả, nhưng bộ mặt nạ của tượng nhựa ấy bỗng rơi xuống. Tiểu Kiều xoay người lại nhìn một lần nữa, sau đó cô lập tức kinh hãi và bỏ chạy. Tiểu Thùy và nhóm bạn nhìn thấy điều lạ xảy ra trong camera giám sát, vì vậy mọi người chạy đến phòng nhảy, họ kéo được Tiểu Kiều ra ngoài, quỷ lập tức biến mất. Tiểu Kiều không hiểu tại sao trước đó cô không thể mở cửa. Mọi người đang suy nghĩ liệu họ có gặp phải quỷ không, nhưng Tiểu Kiều nhìn thấy ba vết cắt trên cánh cửa, cô nhận ra vết cắt này. Đúng lúc này, bảo vệ Á Chiêu bước tới, yêu cầu mọi người rời khỏi đây ngay, họ đã vi phạm nội quy trường rồi. Ngay sau đó, Tiểu Kiều nhanh chóng chụp lại vết cắt bằng điện thoại. Vậy Tiểu Kiều tại sao phải đi đến phòng nhảy vào rạng sáng? Quỷ tại sao lại gây rối cho Tiểu Kiều? Hãy lắng nghe câu chuyện sau đây. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016. Một ngày kia, A Vĩ bước vào học viện đại nhấn của Đại hóa Đại học. Những sinh viên mới đều đang ở một bên uống nước, một bên nghe đàn anh cựu sinh viên kể về lịch sử học viện đại nhẫn. Anh cựu sinh viên bày tỏ một cách chậm rãi, Đại hóa Đại học nằm ở khu vực giao hòa âm dương. Kiến trúc sư thiết kế trường năm xưa đã thiết kế một trong những công trình thành hình ảnh bát quái đảo ngược, đặt tên là học viện đại nhẫn. Chức năng chính là dùng để trừ tà, hy vọng có thể dùng viện này để giam giữ hồn ma dữ, để tránh tổn thương người khác. Cũng có thể nói là ma từ bên ngoài không thể xâm nhập vào, ma ở trong đó không rời đi được. Các sự kiện siêu nhiên ở đây xảy ra thường xuyên, chỗ này đã trở thành nơi sinh viên ồn ào bàn về chuyện ma quỷ rồi. Sinh viên mới nghe thì kinh ngạc, và A Vĩ đến đây để trải nghiệm cảm giác gặp ma đó, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của trò chơi. Bởi vì anh đang phát triển một trò chơi liên quan đến ma quỷ, bạn của A Vĩ đã cho anh ấy một cây đèn dầu, nói với anh phải đốt cây đèn này để máu của mình nhỏ vào đèn dầu mới có thể xua đuổi tà ma, nhưng không được để đèn này rơi, nếu không sẽ gây ra hậu quả không thể đoán trước. A Vĩ đã làm theo. Sau đó anh ấy đi đến cái thang máy trong học viện đại nhẫn, bật nguồn chung bằng chìa khóa. Khi thang máy khởi động, thực sự dừng lại ở một không gian bí ẩn, A Vĩ cầm đèn dầu ra khỏi thang máy. A Vĩ được A Phiêu kéo đi như vậy. Khi tìm thấy A Vĩ, anh ấy đã nửa tỉnh nửa mê, đưa đến bệnh viện dần trở thành người thực vật. Thời gian trôi đến năm 2019, em gái của A Vĩ là Tiểu Kiều sử dụng thời gian ngoài giờ để giao đồ ăn. Ngoài việc kiếm tiền học phí, còn giúp A Vĩ đóng viện phí ở bệnh viện. Dựa lưng vào giường bệnh, bạn trai cũ của Tiểu Kiều là Tiểu Soái và vài người bạn tiếp tục suy nghĩ về trò chơi của A Vĩ, phát triển một trò chơi AI mới nhất, chủ đề xoay quanh câu chuyện ma ở học viện đại nhẫn, tên gọi là tòa nhà ma quái. Tiểu Soái luôn muốn tái hợp với Tiểu Kiều, nhưng Tiểu Kiều không muốn. Mọi người đã thảo luận, đêm mai Tiểu Kiều tham gia sẽ thử thách màn chơi đầu tiên. Tiểu Kiều luôn đắm chìm trong trạng thái hăng hái của A Vĩ, cô ấy không thể thoát khỏi nỗi đau, cô ấy luôn tỏ ra không sao, chỉ luôn ở bệnh viện đồng hành cùng A Vĩ trên giường bệnh, hy vọng một ngày nào đó anh ấy sẽ tỉnh dậy. Ngày đó bức ảnh chụp hai người trên bàn rơi xuống, khung ảnh đã bị làm vỡ. Tiểu Kiều đã đặt bức ảnh đó lên, bỏ vào trong chiếc vali dưới giường. Cô ấy mở chiếc vali, tình cờ phát hiện một cuốn sổ của A Vĩ, trong đó có một bản vẽ mặt bằng khu nhà học viện đại nhẫn. Điều kỳ lạ là có những chữ viết lạ lẫm trên cuốn sổ và một cái chìa khóa dường như mở được thang máy. Đúng lúc này, ngón tay nhỏ của A Vĩ cử động vài lần, đáng tiếc là Tiểu Kiều thể không nhìn thấy. Tuy nhiên Tiểu Kiều nhận ra rằng trong cuốn sổ này, nội dung văn bản ghi chép rất quan trọng. Ngày thứ hai nhóm chơi game của họ tổ chức buổi giới thiệu nội bộ lần đầu của trò chơi tòa nhà ma quái. Họ đã đưa các sự kiện kinh dị thực tế tại khu nhà học viện đại nhẫn đưa toàn bộ vào trò chơi. Trò chơi này tập trung vào ý tưởng luân hồi, trong đó sẽ có 3 cấp độ về truyền thuyết đô thị, nhận được sự khen ngợi đồng lòng từ giáo viên và bạn bè, mong chờ phần tiếp theo của họ. Buổi tối, đúng vào đêm đó, Tiểu Kiều bắt đầu thực hiện lần kiểm tra chính thức đầu tiên của mình. Cái tên của màn chơi này gọi là một mình chơi trốn tìm. Họ âm thầm lẻn vào thử nghiệm tại học viện đại nhẫn. Ban đầu việc thử nghiệm trò chơi đều diễn ra suôn sẻ, cảm thấy chơi cũng khá vui. Dù sao cũng đã đi một vòng quanh tầng 1, tất cả đã được Tiểu Kiều kiểm tra xong, về cơ bản không có lỗi lớn nào. Tiểu Kiều chuẩn bị quay về, khi cô đi qua phòng nhảy múa, cô cảm thấy một bức tượng nhựa bên cạnh hơi kỳ lạ, và sau đó cô đã tiến lại xem, và sau đó cảnh trong phần mở đầu video đã xảy ra. Tiếp theo Tiểu Kiều nhanh chóng chụp hình vết cắt trên điện thoại, trở về nhà, Tiểu Kiều nhìn vào bức ảnh, cô cảm thấy đó là dấu vết mà A Vĩ để lại, rõ ràng linh hồn của A Vĩ bị mắc kẹt trong học viện đại nhẫn. Sau đó cô xem lại ghi chú trong cặp sách và cả video cuối cùng mà A Vĩ quay, Tiểu Kiều phát hiện rằng ngày hôm đó A Vĩ thực sự đã mang theo cây đèn dầu để đốt, nhưng cho đến bây giờ Tiểu Kiều chưa bao giờ thấy cái đèn đó. Và sau đó Tiểu Kiều đã đến cái thang máy đó, sau đó theo video mà A Vĩ đã quay sao chép thao tác các bước, nhưng không có phản ứng gì cả. Trong khi cô ấy đang suy nghĩ, cửa thang máy mở ra, một cặp đôi bước vào, người đàn ông mặc đồ bảo vệ, chân và bụng của người phụ nữ bẩn thỉu. Thang máy dừng lại, cặp đôi đó đi ra ngoài, nhưng Tiểu Kiều phát hiện có một sợi dây trên sàn. Tiểu Kiều nhặt lên và xem, thang máy vẫn đang di chuyển lên xuống, sợi dây đó bị kéo căng.
Tiểu Kiều sợ hãi và chạy ra khỏi thang máy, đột nhiên va phải nam bảo vệ trước đó trong thang máy. Ngay lập tức nam bảo vệ toàn thân trở nên vô cùng đáng sợ. Tiểu Kiều quay đầu và bỏ chạy, lại trúng phải người bảo vệ trường Á Chiêu. Á Chiêu rất ngạc nhiên, hỏi tại sao đã muộn thế? Tiểu Kiều vẫn đang đi loanh quanh ở đây. Tiểu Kiều nhanh chóng nói cô gặp quỷ rồi, nhưng không thấy một con quỷ nào xung quanh. Á Chiêu chỉ có thể dắt theo Tiểu Kiều rời khỏi chỗ đó. Trước khi rời đi, Tiểu Kiều đã nhờ Á Chiêu tìm giúp cô cây đèn dầu mà A Vĩ đã làm mất. Á Chiêu hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô. Vài ngày sau đó, Tiểu Kiều thường đến tìm Á Chiêu, mặc dù làm phiền nhưng chủ động giúp Á Chiêu dọn dẹp phòng, làm Á Chiêu có chút cảm động. Á Chiêu thật sự đã giúp Tiểu Kiều tìm ra cây đèn dầu ấy. Tiểu Kiều vô cùng vui vẻ, nhưng vào đêm đó Á Chiêu bị quỷ dọa cho thảm hại. Thực ra anh ta cũng là người có bí mật giấu kín, anh ta đã từng bị quỷ ở đây làm cho rất thảm. Sau này quỷ đã tha thứ cho anh ta, nhưng Á Chiêu không dám tiết lộ cho ai biết, sợ bị nói là có vấn đề về tâm thần. Nhưng bây giờ Á Chiêu đã mang đèn dầu ra ngoài, ở đây quỷ lại bắt đầu nhắm vào Á Chiêu. Á Chiêu không chịu đựng được nên đã lấy ra một con dao gấp để tự kết liễu, nhưng không thể thực hiện, quỷ không để anh ta chết, muốn từ từ tra tấn Á Chiêu. Thật may là Tiểu Kiều đi ngang qua, điều này đã cứu được Á Chiêu một mạng. Tiểu Kiều liền ở đó không ngừng khuyên bảo Á Chiêu, đừng tự tìm cái chết. Sau vài ngày, nhóm chơi game bắt đầu thử nghiệm một cấp độ khác, có tên gọi là trò chơi bốn góc. Cấp độ này sẽ có thể triệu hồi ác linh trong trò chơi. Á Chiêu tự nguyện giúp Tiểu Kiều làm thử nghiệm lần này. Địa điểm thử nghiệm lần này là trong thư viện của Học viện Đại Nhẫn. Sau khi lắp đặt camera giám sát xong, họ bắt đầu thử nghiệm. Lúc chơi trò chơi đều rất bình thường. Họ tiếp tục thử nghiệm đến vòng thứ 3. Khi đang trong vòng thử nghiệm thứ 4, Tiểu Linh là người giám sát thấy có người ở sau lưng Tiểu Kiều, liền báo cho Tiểu Kiều. Nhưng khi Tiểu Kiều quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả. Thư viện bắt đầu vang lên tiếng ồn kỳ lạ, làm bốn người lạc đi khắp nơi. Phía bên kia Tiểu Linh và A Hoàng đang xem lại hệ thống giám sát. Từ màn hình họ phát hiện có vẻ như có thứ gì đó tiến vào phòng, liền đứng dậy đóng cửa lại. May mà họ đã kịp thời đứng dậy che cửa. Một giây sau có thứ gì đó đang cố đẩy cửa ra. Hai người bị thương nặng. Trong khi đó, tình hình ở thư viện trở nên rối ren. Những thứ kia tiếp tục xuất hiện quấy rối bốn người. Sau đó quỷ vương lớn nhất ở đây xuất hiện. Đó chính là người từng thiết kế tòa nhà này, kiến trúc sư đó, hồn ma của ông ấy. Người ta nói rằng ông ấy chết vì tình trong Học viện Đại Nhẫn. Quỷ vương chính là quỷ vương. Sức mạnh của hắn rất mạnh mẽ. Đầu tiên hắn kéo Tiểu Soái qua một bên, sau đó treo Tiểu Kiều giữa không trung và bắt đầu tra tấn, đẩy Á Chiêu và mọi người sang bên cạnh. Nhìn thấy Tiểu Kiều sắp chịu không nổi, Á Chiêu nhớ đến chiếc đèn dầu. Anh ấy biết chiếc đèn đó có tác dụng trấn yêu. Anh ta thắp sáng đèn dầu, chuẩn bị ném lên quỷ vương, nhưng lại bị cái gì đó kéo tay. Nhưng Á Chiêu dùng lực đánh mạnh, sau đó ném chiếc đèn dầu lên quỷ vương. Lập tức thần quỷ vương thân bắt đầu bốc khói, chiếc đèn dầu đập mạnh xuống đất. Tiểu Kiều từ giữa trời rơi xuống, cuối cùng được cứu. Quỷ vương trước khi biến mất vẫn dọa Tiểu Kiều một cách đáng sợ. Phòng sách trở nên yên bình từ đó. Đèn dầu bị đập vỡ, bắt đầu dò dầu. Trong khi đó, A Vĩ trên giường bệnh bắt đầu co giật. Sau đó Tiểu Kiều thắp hương và cầu xin thần linh, cầu xin Tiểu Soái và các bạn mình nhanh khỏe lại. Tiếp theo Tiểu Kiều nhận được thông báo từ bệnh viện, A Vĩ có thể sắp không xong rồi. Tiểu Kiều vội đến bệnh viện, vừa gặp bác sĩ đưa A Vĩ vào phòng cấp cứu. Tiểu Kiều tình cờ để chiếc túi sách đeo theo rơi xuống đất, trong đó có cây đèn dầu. Lúc đó Tiểu Kiều đột nhiên nhớ lại ghi chép trong sổ tay. Cô cảm thấy hồn linh của A Vĩ bị mắc kẹt ở cửa thang máy khác, vậy nên quay lại trường tìm Á Chiêu cùng đi vào thang máy. Phải tìm được cánh cửa mở ra không gian khác mới được. Á Chiêu cũng bị sợ hãi không chịu đi, vậy nên Tiểu Kiều quỳ xuống cầu cứu. Cuối cùng Á Chiêu cũng đồng ý. Hai người mang theo cây đèn dầu đến cửa thang máy đó. Tiểu Kiều thắp sáng cây đèn dầu, họ thật sự đã tìm thấy cánh cửa đó. Bước vào không gian song song khác, ở đây Tiểu Kiều nhìn thấy vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trước đây tại Học viện Đại Nhẫn. Sau đó cô còn thấy cảnh quay thử game của bản thân mình vào vài ngày trước. Dần dần Tiểu Kiều hiểu ra đây là một vòng lặp trong không gian song song. Cuối cùng họ tìm thấy A Vĩ ở một góc, nhưng A Vĩ đã bắt đầu hồn rời xác lìa. A Vĩ liên tục nói về đèn dầu, A Tý và Tiểu Kiều đều không hiểu ý nghĩa là gì. Tiểu Kiều nhanh chóng đỡ A Vĩ đứng dậy. Lúc này một con ma đóng cửa, tiếp theo vô số bàn tay ma ấn chặt A Vĩ, làm anh ta không thể cử động. Lúc này Á Chiêu nhớ đến đèn dầu và anh ôm nó lên, làm những con ma đó hoảng sợ và trốn tránh. Một vài giây sau, đèn dầu đã tắt do dò dầu, A Vĩ đã biến mất hoàn toàn. Tiểu Kiều không ngừng khóc, vẫn là Á Chiêu phản ứng nhanh nhất. Anh nhận ra dầu đèn đã biến mất, A Vĩ cũng biến mất theo. Dầu đèn và A Vĩ có mối liên kết chặt chẽ, bởi vì A Vĩ đã từng đổ máu của mình vào dầu đèn. Tiểu Kiều cũng tỉnh táo lại ngay, nhớ rằng đây là một chu kỳ thời gian không gian, họ hoàn toàn có thể làm lại một lần nữa. Và sau đó kéo Á Chiêu đến tối đó, Á Chiêu cầm cái đèn dầu, lúc Á Chiêu vứt lên cơ thể quỷ vương, chính tại khoảnh khắc Á Chiêu vứt đèn dầu, hóa ra là Tiểu Kiều giữ tay Á Chiêu lại. Á Chiêu cuối cùng đã giật lấy cái đèn dầu đó, nhưng quỷ vương vẫn giữ chặt lấy Tiểu Kiều.
nhìn tình hình không xong, A Vĩ cầm đèn dầu để cứu Tiểu Kiều trở lại. Quỷ Vương biến mất, sau đó ba người tụ hợp và nhanh chóng chạy về thang máy. A Vĩ bấm vào bộ số đó, thang máy cũng không di chuyển. Mặc cho Á Chiêu và A Vĩ chuyển hướng chú ý, nhưng lại phát hiện ra Tiểu Kiều đã bị nhốt vào không gian khác, hoàn toàn không thể ra ngoài. Rất nhanh A Vĩ đã bị hút lên trần thang máy. Ngay sau đó Á Chiêu cũng bị hút lên trần thang máy. Trong khi đó, Tiểu Kiều cũng bị một con quỷ ác bóp cổ. Nhìn thấy đèn dầu sắp được kéo ra khỏi thang máy, đồng thời vô số hồn ma đang lao tới từ bên ngoài thang máy, và cửa thang máy cũng đang dần đóng lại. Chính trong thời khắc cấp bách này, một bàn tay mở cửa thang máy, một người khác cầm đèn dầu A Vĩ xuất hiện. A Vĩ và Á Chiêu ở trần thang máy rơi xuống, A Vĩ ngất đi. A Vĩ ở cửa thang máy là một A Vĩ khác trong vòng luân hồi, hiện tại đã bị lộn xộn về thời gian và không gian. Quỷ Vương lại đuổi theo, nhìn thấy mọi người sắp phải chịu đòn tấn công hủy diệt, và người A Vĩ xuất hiện sau đó đã bị Quỷ Vương kéo ra ngoài, nhưng anh ấy cứ giữ chặt cửa thang máy và không muốn rời đi. A Vĩ người trước đó đã ngất xỉu đã tỉnh dậy, cầm lên đèn dầu anh nhìn vào gương và cười với Tiểu Kiều, sau đó anh ta lao vào Quỷ Vương. A Vĩ cũng tan biến cùng Quỷ Vương, Tiểu Kiều cũng bước ra từ không gian đa chiều. Cùng lúc đó, trong bệnh viện A Vĩ cũng ngừng thở. Phim kết thúc ở đây, cuối phim có dấu hiệu cho thấy sẽ có phần 3. Tôi nghĩ bộ phim này đã được thực hiện rất tốt.